Rồi, chào cả nhà. Hôm nay thì vợ chồng mình sẽ ăn cái món cá khoai. À, cá khoai mình đã làm sạch rồi, mình ngâm với nước đá nha. Nếu cá này nó ngộ một cái là mình không ướp để nước đá đó thì nó sẽ mất nước. Làm sạch rồi đó. Bắt đầu mình sẽ cắt ra. Giờ trước tiên thì mình làm khóm. Cá khoai này mình nấu với khóm nha, với lại cà, rau cần, mình nêm thì với chanh. Mình nêm với chanh nha cả nhà. Mình sắp sẵn với nó rồi, mình nặn ra. Cắt hai trái đi. Khi nào thiếu mình thêm cắt thêm trái nữa. Mình cắt hai trái, thiếu rồi mình thêm, mình chuẩn bị ba trái đó. Rồi mình ăn với lại miếng nè, mình mua ba dắt miếng, dắt hồi trụng trụng trong cái lẩu khô á. Còn cà này thì mình sẽ cắt muối cao nha. Cà mình cắt muối cao, mình cũng cắt vài trái. Mình nêm vô đây với lại rau cần. Đó, nguyên liệu của cái lẩu cá khoai của mình có 3 loại: rau cần, khóm với lại cà và cá khoai. Nêm với lại chanh. Cá này mình cắt ra ba khứa, ba bốn khứa vậy, khứa vậy nè, cỡ này nè, khoảng gì đó ha. Mình lấy miếng cục đá này mình bỏ qua. Chanh này nó không hạt cũng tiện cho mình, mình không cần phải luộc. Nồi nước mình bắt sôi nha cả nhà, bây giờ mình nêm cái chanh vô nha. Đây mình có hai cái chanh. Khi nào chưa cái chua thì mình sẽ để thêm. Mình cho đây 3 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê muối nha. Cho nửa muỗng nước mắm. Đó, mình để gì đó khi nào nó vừa thì thôi, không vừa thì mình nêm nếm lại thêm, chứ mình không có cố định là cái bao nhiêu lượng hết trơn á, tại vì nước mình để cho nó vừa. Bây giờ mình để khóm vô, mình thả khóm vô. Cái lẩu cá khoai này nó rất là đơn giản nha cả nhà. Mình đó thì mình ăn theo cái cách gia đình mình đó. Mình không có xào dầu mỡ nữa. Ăn như vậy nó rất là thanh mát. Mình để rau cần lên. Xong lát rồi mình ăn rồi mình sẽ nhúng cái cá khoai với lại miếng. Lẩu của mình nấu rất là đơn sơ.
Chào cả nhà nghe, hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn lẩu cá khoai với lại miến nha. Bây giờ nước sôi rồi, giờ mình để cá khoai vô nè. Bữa cá này bự lắm mà cả nhà ơi. Rồi sáng là mình lựa những con lớn nhất nè. Nãy cắt nó còn chưa đứt nữa, cho hai cái vô luôn được rồi ha. Là ăn bỏ vô thêm rồi, để miếng rau cần vô cho nó thơm nha. Rồi anh ông xã trụng bún đi, trụng miếng á, cắt không ta tỏi đâu mà nó ra, thả cái dắt cây vô luôn, một người một dắt. Ăn cái này nó mất công nhưng mà ngon nghe cả nhà, vừa nóng nữa. Anh có muốn cắt không? Cắt là lấy kéo cắt. Với lại gấp cá ra đi rồi mình thả cá mới vô ha. Chút nước nè, ăn cá mới chút xíu đi, chín quá thì cũng ngon. Trời ơi, chảy nước miếng. Nghe xấu hổ. Tại cái mùi. Cắt không, cắt không, cắt không. Cái mùi kìa, mùi lẩu nó bay lên á. Trời, nó bắt đói bụng nó sức kìa. Chua chua vậy nó còn như không. Nè, thì phải vớt cá ra mới để cá mới vô được. Quá thôi. Quá. Làm là phỏng miệng. Rồi mình để cá mới nó chín rồi mình mới bắt đầu bỏ cá vô là sôi lên, cá là tắt lửa. Bỏ cá vô là sôi rồi tắt lửa chứ thôi nó phỏng mỏ. Cá này để nó sôi quá nó đây. Cái đuôi, cái đầu hồi nãy như thế hả? Hồi nãy người ta làm sạch sẽ, mình chỉ về mình rửa muối vậy thôi. Còn sáng thấy em vỗ cá, vỗ cá thấy mê luôn. Cá này ngon lắm cả nhà. Mới lên. Rồi xin mời cả nhà nha. Ai vô nóng quá. Xin mời cả nhà. Ôi cá này ăn nó phao cái miệng luôn nha. Bây giờ chưa dám ăn nữa. Phải thổi. Nè ngon lắm cả nhà ơi. Chưa ăn miếng cá nó. Miếng cá nó trắng phao. Chấm miếng nước mắm. Ngon quá. Nó mềm mại. Nó mềm mại ăn nó rất là đã. Cá này mà được ở ngoài biển mà vừa bắt lên ăn còn tê mỏ nữa ha. Mình sắp chăm cái biển cũng dần, để cá cũng còn tươi, cũng đợi. Cá ngon quá ngon. Mấy con mấy em này nó chín chưa mình tắt lửa. Tắt được à? Thôi để cho nó chín cái em đây. Cá này lẹ chín lắm. Gấp miếng cà. Cà này gấp ra để sẵn chứ cũng không có dám ăn nha. Ăn cái mùi thơm của cá là biết cá tươi à. Nha, cá ăn nó thơm.
cái thịt nó mình để vô một cái là mình không có cần nhai luôn nha cả nhà. Mà mổ ha, còn khô thì lại dai, mà ăn ăn mà còn tươi thì nó giống như đậu vậy. Đúng rồi, anh nói y chang, giống y như tàu hủ luôn, mềm mại. Mà khô thì nó còn có quài dày lắm. Quá ngon, quá ngon. Công nhận cái cá, cái thịt nó mềm mại. Cũng trong nghe dữ lắm, bữa nay mới được có cá quài. Mềm mại. Nói vậy mới là đúng nghĩa. Thêm miếng miếng thôi. Nãy giờ ăn cá rồi nè. Rồi thêm miếng cà nữa. Cà nó gấp nãy giờ mà còn nóng. Cá này so với miếng cá kẹo đó, nó còn hiếm hơn cá kẹo nữa. Cá kẹo người ta nuôi được. Anh ăn kẹo cái cá à, à. Nóng. Không dám ăn nữa mà không ăn. Quá ngon, quá ngon. Nên cái cá này nó hiếm cá kẹo nữa, cá kẹo người ta nuôi được, cá này đâu có nuôi. Trứng nè. Ồ, cá vậy. Bởi con cá này nó ú nu hồi nãy. Ăn cũng lâu lắm rồi mới ăn lại. Cũng chẳng may à. Bữa trước nhỏ bạn nó về, nó mua cho mày 10 kg mà mình không có dịp ăn. Nó mời mà rốt cuộc mình có một chuyện mình không có ghé ăn được. Mua cả 10 kg luôn. Hồi nãy mình mua tới này nó mua luôn hả? Nó còn nó người quen gì đó, tại vì nó cũng ở bển, nó về nó đâu có quen ai đâu mà người quen chỉ có điện số điện thoại á. Con Yến nó dặn mua 10 kg. Ngủ mình ăn mà ngày lúc mình không có thì giờ. Trời ơi, đã dễ sợ, mình nghe nói mình phái. Hai đứa chơi với nhau mà có nhiều cái cũng giống giống. Mấy năm trước hai đứa đi ghé quán gì ăn cái này nè. Ăn chưa có đã. Mình nói bữa nào mua về làm ăn mới được. Chứ mà ăn tiệm, ăn ở quán chưa có đã, mình ăn nhiều quá cũng mắc cỡ. Chưa hoài hả? Xong người nó nói, trời ơi sao tao cũng phái nữa. Cái bắt đầu kỳ sau nó về, nó kêu mua. Mua một gốc cuộc mình không có duyên ăn. Quá ngon. Cá này đã vàng. Con cái nóng quá. Nóng quá. Nóng, tại mình nóng chứ không phải là đồ ăn nóng. Đúng rồi. Không? Để lát nó nguội à. Để mình nóng ăn. Giờ gấp miếng cà nữa. Miếng cà gấp xong để nguội mới được. Gấp cá nữa không? Có miếng cá này, miếng khóm. Có tiếng một hàng hả mốt. Tiếng hai chậm chứ. Không còn, nóng quá, không còn nóng quá. Bởi vậy, em gấp ra nãy giờ nó còn nóng. Để cá vô thêm không? Dạ vâng. Nước nó ngọt quá cả nhà ơi. Để nửa trái khóm. Ba, hai trái, nãy hai trái chanh phải không? Hai trái chanh. Hai trái chanh, một trái chanh bự nữa nha. Em vừa hả, nãy em đứng thêm. Tại vì còn khóm nó ra nước nữa. Cà nữa.
sử dụng muỗng. Con nhận cá này sao nó cái thịt nó giống như tàu hũ. Ừ. Như tàu hũ non. Ừ. Nó rất là ngọt. Ăn anh để miếng vô ăn đi. Thì cũng là vừa cũng như mắm. Giờ một dắt miếng còn nguyên nguyên loan cá cá quá đã ăn rồi mê mồi dắt miếng còn nguyên nguyên đầy nhóc chén nó càng nở ra đầy nhóc chén. Múc nước đó, bồi vô thêm thì nó nở ra thì ăn bớt nó mới được. Cả nhà mình mua cá này ăn đi ngon lắm mà. Làm cũng rất là đơn giản ha. Như hồi nãy mình làm đó, rất là đơn giản. Rồi chương trình tới đây đã xin tạm ngưng hết cả nhà. Nó đều nóng quá ăn hết nổi rồi. Rất cảm ơn cả nhà đã ghé ủng hộ cho kênh của hai vợ chồng mình nha. Chúc cả nhà mình lúc nào cũng sức khỏe, ăn lành và hạnh phúc, nhất là thành công. Rồi hẹn video sau, xin chào.